Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ so sánh giữa hai khẩu M41 VIP, đó chính là M4 Predator và M4 Bone Beast. Giữa hai khẩu này thì anh em thích khẩu nào? Hãy comment bên dưới clip của mình nhá. Riêng mình thì mình sẽ chọn M4 Bone Beast để bắn C4. Còn nếu mà bắn zombie ấy, thì mình sẽ chọn M4 Predator. Tại vì hai khẩu này nó thực sự nó rất khác nhau anh em ạ. Bắn zombie thì M4 Predator rất là mạnh, còn bắn C4 ấy thì M4 Bone Beast cực kỳ là dễ bắn luôn. Khẩu này rất khó bắn trong C4, phải luyện tập rất là nhiều. Nhưng mà khi mà luyện tập thành thạo rồi thì ăn sọ cực kỳ là dã man luôn. Đi vô với chúng tôi này, úi dồi ôi, nó cầm TMP đi đầu ấy, như kiểu là mình tao cân tất. Còn nữa à, úi dồi, rồi bằng ném quả bom hơi bị ngu người. À, gì đấy, PKP à? Căng vậy. Bom đây rồi. Úi dồi ôi, TMP. May quá, suýt chết anh em ạ. Mình sẽ nấp ở đây kênh bom. Bọn này bắt đầu đi HL hơi bị đông rồi đấy. Mình sẽ ném khói để cho tụi nó không nhìn thấy mình. Thằng ở trên cover nhiệt tình nhá. Đúng rồi, hay quá. Bọn đây nhiều TMP nhở. Còn một thằng nữa thôi. Nó nhặt bom này. Lại thì nhặt bom với chúng tôi này. Các bạn có thấy quả khói nó hữu ích không ạ? Yếu máu rồi, chúng ta chơi kiểu ninja thôi. Không có thể hổ báo như cái thằng cầm TMP được. Chúng ta sẽ tiếp tục lên đây để quay tay. Để xem còn thằng nào đi vào đây nữa không. Sau pha clear 5 thằng ở đây thì chắc chắn nó sẽ không đi ở đây đâu. Nhưng mình cứ đứng ở đây xem thằng nào nó đoán được cái suy nghĩ của mình. Kìa, rào kìa. Rào này, úi dồi ôi. Úi dồi ôi, đông vãi xoài. Chạy đi bạn ơi. 36 kế, chuồn là thượng sách. Mic đông, úi dồi ôi. Bào đứng ở mic này. Bom kìa. Mệnh căng vậy. Sao ta? Mình nghe nó bắt đầu đẩy dần vào. Để mình nó chạy ra đây mình sẽ bắt nó nhá. Không biết bắt được không đây. Bọn này toàn TMP. Thằng bạn mình đã chết. Úi dồi ôi. Căng quá. Vâng, căng như dây đàn. Ok, I'm fine. Mình hiểu rồi. Các bạn bắn toàn TMP thôi. Đi theo team clan rồi còn cầm full TMP nữa thì bố thằng nào chơi được. Tôi sẽ tiếp tục đứng đây để xem thằng nào đoán được suy nghĩ của mình. Chúng ta sẽ chơi trò hack não. Mình sẽ đổi sang tay phải bắn cho nó dễ đi. Lúc nãy mình kênh ấy, mình thì mình bỏ bên tay trái nó hơi bị khó kênh anh em ạ. Cảm giác nó bị lệch sao ấy. Tại vì mình chưa bắn tay trái C4 bao giờ. Mic này nó đẩy vào B hết rồi. Anh em đâu? B thủ rồi. Con lợn này. À, ui dồi ôi. Úa à, làm người ta rớt hết cả team. Định mệnh. Cầm TMP còn thủ dâm nữa chứ. Vãi xoài. Đeo tin được. Bọn này chơi dã man quá anh em ạ. Thực sự rất là khó. Vâng, TMP mà còn quay tay nữa thì bố thằng nào bắn lại. Bình thường người ta cầm TMP người ta hổ báo lắm cơ. Đây người ta quay tay. Thế chịu. Khó rồi, ui dồi ôi. Nó cầm TMP nó chĩa về cái khu vực ở hẻm B như này thì đi làm sao được. Đấy, khó đi lắm. Bằng những cái góc hẹp như thế này thì TMP nó bá cực. Không bao giờ đi qua được, trừ phi em giết được nó trước thôi. À, trừ phi mà các bạn cầm 3Z hoặc ốp thì mình không nói. Mình sẽ sang thủ B đi. Mệnh. Tao sợ chúng mày quá cơ. Sau hồi clear 5 thằng ở đấy thì nó không còn dám đi vào nữa. Này thì B này. Tao sợ chúng mày quá cơ. Đi vào. Đấy không lên được à? Khó nhở. Con lợn này. Thích vào đây không? Cứ đi vào đây, mình sẵn sàng bắt tất.
Đây rồi, trên khu vực HL. Vâng, một sự khởi đầu mới của M4 Bonbis sẽ ra sao đây? Lại thì bom này. TMP này. Đâu rồi? Rào à, ok. Lay thì nhìn quanh này. Hay quá. Ok, sự khởi đầu mới của M4 Bonbit là Clear Team. Đơn giản một nốt nhạc. Ok, khẩu này bắn rất là ngon. Mình sấy nó không giật nhiều như lại không khó ghim tâm như lại M4 Predator. Đấy, tên nó là khó đọc và khó nhớ. Mình sẽ lên đây thủ B, xem thằng nào đi vào đây. B thủng nãy giờ rồi. Tao sợ chúng mày quá ấy. TMP đẩy vào. Thích thì cứ đẩy vào đây thôi. Úi dồi, thay đạn nó xả khói đẹp vậy. Cứt luôn. Úi dồi, không thằng nào dám vào kìa. Thủng nó sấy đạn. Ghim vào đâu là nó bay vào đấy nha mạng. Rồi bên A thất thủ này. Mic này. Úi dồi ôi. Anh em nhìn thế. Rồi hay quá, mic này. Bom mic này anh em ơi. Vâng, ai đang kênh với tôi nào? Cửa mic à? Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Nhiều thế. Không bên nào cũng có người. Thật là VL. Vâng, quả mình đứng đây nó hơi sai một tí. Anh em mình lui về đứng trên A cho nó có tình anh em nhở. Đứng đây nó bóp dài quá, hai thằng hai bên gắt thật, chả biết bắn đằng nào. Đây, chúng ta lại đi B thôi, tại vì B là một cái chỗ rất là khó kênh. Đấy, chúng mày lại vào đây đây. Tao lại sợ chúng mày quá cơ, hình như là A có biến rồi. Chúng ta phải qua A để cover thôi. Bọn này bắt đầu đánh A ấy nhở. Lúc nãy mình kênh A chả thằng đâu đánh. Mấy sợ à? Hầm bên dưới A rồi. Kìa. Hầm bên dưới A là chỗ nào? Là hồi sinh à? Úi dồi ôi, TMP. Lại, lại thì TMP là mày hổ báo với ai vậy? Thích hổ báo không? Úi dồi, lại hổ báo ạ. Định mệnh, yếu rồi. Mình sẽ tương flash để cho nó mù. Lại mày hổ báo này. Úi dồi, cái gì? Ui, 1 HP. 1 HP. Không được rồi, 1 HP. Thằng kia 88, thằng kia yếu lắm rồi. Xít nữa cần team. Đậu xanh công nhận M4 bọn mấy anh em thấy bá không ạ? Và mình bắn lên tay ngay. Toàn những pha chuẩn bị clear team với lại clear team thôi. Còn M4 Predator thì thực sự là không thể. Chắc là tại vì nó giật quá mình bắn không quen. Không phải giật mà cái tim nó, cái tâm của nó cực kỳ là khó ghim. Đấm ra hay khó bắn. A lại bị thất thủ nữa rồi. Mình sẽ phải lên A để cover cho đồng đội. Mình sẽ ném khói lên khu vực A để cho nó che đi bớt cái tầm nhìn. Đi ra đi ra. Ôi tôi xong. Ngu người. Úi dồi ôi, bị snip chết kìa. Vãi xoài. Biết thế mình không nhảy xuống. Tiếc quá. Một pha chết xàm. Ok không sao. Chết sầm xàm mà. Bọn nó bắt đầu chuyển sang sniper rồi. TMP đú không đổi. Sniper cơ. Lại cứ đẩy vào đây đi. Tao sợ chúng mày quá cơ. Úi dồi, rào không có. Rào trống y tế thôi. Rào không có ai. Chúng ta phải lui về để xem nó đẩy lên hướng nào. Bọn này đẩy rất là nhanh. Kìa, trên khu vực HL. Hết bom rồi. Nó chết rồi, ok. Có mỗi một thằng. Mình sẽ đi vào hẻm A để xem HL chứ. Không phải hẻm A. Úi dồi. B kìa.
vãi xoài. À, một bé này. Lubber Q này, con lợn này. Đây 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 đây. Đây. Ơ kìa, vãi xoài. Tiếc thế, quả đấy mình có thể ăn được nó chứ. Thằng này yếu rồi. Một viên vào người nó là chết. Đấy, đơn giản thôi. Nói chung là toàn lập công cho đồng đội thôi. Chả vui tí nào. Cái khẩu này thì khá là yếu. Quả đấy bắn nhấp nhả thêm tí nữa là ngon. Mình bắn đứng một chỗ và dạo này bắn POBG nhiều quá thì toàn đứng một chỗ thôi. Bình thường bắn bên này thì chúng ta nên di chuyển tốt hơn. Không có ai, đi thôi. Get out. Rồi, HL này. Lầy thì HL, úi dồi ôi. Úi dồi, nghĩ gì, một bé. Yếu rồi. Định mệnh. Kìa, sao bé không chết. HL kìa bạn ơi, đúng rồi. Hay quá, double kill. Vâng, thằng kia thông đích thành công. Còn một người, hay lắm. Chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Các bạn xem này thấy hay ý, thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Đấy, các bạn thấy này thì TMP này. Úi dồi ôi.